Tối 22 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết vừa phát hiện chùm ca bệnh cúm AH1N1 tại quận 10 trong hai ngày 15 đến 16 tháng 3, khiến 20 học sinh tại trường tiểu học Võ Trường Toản phải nghỉ bệnh bất thường với các triệu chứng như sốt, trong đó có em sốt đến 39 độ C, ho, đau họng, mệt mỏi, ói. Qua thăm khám lấy ngẫu nhiên 6 mẫu xét nghiệm cúm gửi về Viện Pasteur để tiến hành phân lập và đến ngày 17 tháng 3, kết quả 6 trên 6 mẫu xét nghiệm dương tính với cúm AH1N1. Theo HCDC, trong những tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận các chùm ca bệnh hô hấp trong trường học ở quận Bình Thạnh và mới đây là quận 10. Các chùm ca bệnh đã được ghi nhận và xử lý sớm giúp hạn chế lây lan. Sáng 23 tháng 3, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông-na, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa nhận được báo cáo của trường tiểu học Lý Tự Trọng ở thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông-na về việc 31 học sinh bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ. Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, có 4 người lạ mặt gồm 3 nữ và 1 nam đến trước cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng phát bóng bay cho các em học sinh thì bị bảo vệ nhà trường phát hiện nên 4 người đã bỏ đi. Đến hơn 14 giờ, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Lập tức các giáo viên đưa các em học sinh đến phòng y tế để nghỉ ngơi và báo sự việc cho chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn. Hiện tại trường ghi nhận 31 em bị ngộ độc, trong đó có 17 em nhập viện tại trung tâm y tế huyện Krông-na và 14 em đang được theo dõi tại nhà. Ngày mai 24 tháng 3, ban tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Paragames 2023 của chủ nhà Campuchia cùng đại diện đại sứ quán Campuchia ở Hà Nội phối hợp cùng Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức lễ rước đuốc. Tham gia chương trình lễ rước đuốc SEA Games 32, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ bố trí khoảng 11 vận động viên đồng hành với đoàn rước đuốc. Được biết, lộ trình của đường rước đuốc sẽ là 3 km với điểm xuất phát và kết thúc tại Đại sứ quán Campuchia ở Hà Nội, đồng thời di chuyển qua các con phố có trụ sở của các đại sứ quán theo yêu cầu trong kế hoạch của Ủy ban Olympic Campuchia. Lộ trình dự kiến xuất phát từ phố Quang Trung rồi tới Đinh Tiên Hoàng, Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghệ Thuật, Hàng Trống, phố Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, kết thúc tại Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội. Đoàn rước đuốc sẽ có 100 đến 150 người do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội bố trí đồng hành. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết đến sáng 23 tháng 3, tình trạng sức khỏe của 6 bệnh nhân nghi bị ngộ độc chất gây nghiện đã ổn định, tỉnh táo. Trong đó 4 người đã được xuất viện, 2 người đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Trước đó ngày 22 tháng 3, 6 người gồm 5 nữ và 1 nam từ 18 đến 30 tuổi đều trú tại xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, lần lượt được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, tím tái, mệt, chóng mặt, tê tay chân, nghi bị ngộ độc. Người nhà cho biết tối 21 tháng 3 các bệnh nhân đã uống rượu kèm theo thuốc nhưng không rõ thuốc gì. Đến sáng hôm sau, cả 6 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc, lơ mơ nên được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy truyền tĩnh mạch, tiêm thuốc giải độc. Sau đó 4 bệnh nhân dần tỉnh táo, sức khỏe ổn định, xin về nhà tự theo dõi thêm. Ít nhất 5 người di cư châu Phi thiệt mạng và 28 người mất tích trong vụ đắm thuyền xảy ra ngày 22 tháng 3 ngoài khơi Tunisia. Quan chức của Diễn đàn Tunisia về các quyền kinh tế và xã hội, ông Ramadan Ben Omar cho biết chiếc thuyền gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển phía nam thành phố Sfax khi đang tìm cách vượt địa Trung Hải để đến Italy. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã cứu sống 5 người di cư và những người di cư đang trong tình trạng tâm lý tồi tệ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lượng thuyền chở người di cư từ bờ biển Tunisia đến Italy ngày càng gia tăng, trong khi chính quyền Tunisia cũng đẩy mạnh các chiến dịch bắt giữ nhằm vào những người nhập cư không có giấy tờ đến từ khu vực phía nam sa mạc Sahara của châu Phi. Theo các chuyên gia khí tượng, vài ngày qua nhiều nơi đã xuất hiện mưa đá với cường độ mạnh. Hiện nhiều nơi đang nắng nóng vượt 39 đến 40 độ C, trong khi cuối tuần sẽ có không khí lạnh đột ngột, nguy cơ xuất hiện mưa đá. Sáng 23 tháng 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật dữ liệu, nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Do nắng nóng nên độ ẩm chỉ còn 35-50%. Khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Bắc Bộ cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày 22 tháng 3 phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Trong khi phía Bắc đang có dấu hiệu xuất hiện một bộ phận không khí lạnh di chuyển dần xuống phía Nam và sẽ tác động trực tiếp đến miền Bắc, Bắc Trung Bộ vào cuối tuần này từ ngày 25 tháng 3. Do không khí lạnh về đột ngột vào lúc chuyển mùa nên nguy cơ xảy ra mưa đá kèm dông lốc là rất lớn do khối không khí nóng gặp khối không khí lạnh.
Dự báo nhiều nơi sẽ đột ngột trở lạnh sau những ngày nắng nóng oi bức. Đến ngày 26 tháng 3, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể giảm xuống 19 đến 20 độ C, miền núi phía Bắc sẽ thấp hơn. Vì vậy, theo các chuyên gia khí tượng, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt đến hết ngày 24 tháng 3. Từ ngày 25 tháng 3, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ giảm dần. Còn ở khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên vẫn sẽ tiếp tục nắng nóng. Ngày 23 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai nghi can có liên quan vụ vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Nguồn tin cho hay do tính chất phức tạp của vụ án nên phía công an chưa cung cấp danh tính của hai nghi can và đang làm rõ nhiều tình tiết có liên quan. Trước đó, chiều 22 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định liên quan đến vụ vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh.